Chào mừng anh chị và các bạn đến video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Nội dung trong video này chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những cái mức phạt mà người sử dụng đất sẽ phải chịu khi mà chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai quy định của pháp luật. Chuyển đổi mục đích của đất là những loại đất từ nông nghiệp, đất hàng năm, đất lâu năm sang đất ở, hoặc là từ những dạng đất này sang dạng đất kia mà không đúng theo quy hoạch tại địa phương. Ví dụ đất tại địa phương chúng ta do Ủy ban tỉnh có những cái quy hoạch theo từng năm và theo kỳ. Và trong những trường hợp đất của nhà chúng ta, ví dụ đất là trồng cây lâu năm nhưng mà chưa nằm trong vùng đất ở, có thể là chúng ta dùng một số các biện pháp khác nhau để chuyển lên đất ở, hoặc là chúng ta cố tình xây dựng trên đất ở, thì những cái khung phạt sẽ áp dụng thế nào theo quy định mới từ năm 2023. Thì ở trong video ngày hôm nay, Nguyễn Đoàn sẽ chia sẻ cùng với anh chị cô chú chúng ta những cái mức khung phạt này. Đây là những cái mức khung phạt để cho chúng ta có thể tham khảo trong quá trình sử dụng đất. Lưu ý ở đây là cái việc chuyển đổi mục đích sai sử dụng đã là một điều trái quy định của pháp luật rồi. Vì vậy chúng ta hết sức lưu ý trong quá trình sử dụng đất. Bởi vì theo các cái quy định mới hiện nay, đặc biệt là về đất đai, thì kể cả trong trường hợp chúng ta chuyển đổi thành công nhưng mà đất đấy không được quy hoạch nằm trong vùng đất ở, thì khả năng cao vẫn bị thu hồi và phải trả lại hiện trạng ban đầu. Vì vậy chúng ta cần đặc biệt lưu ý vấn đề này trong quá trình mua bán, chuyển nhượng hoặc là chúng ta xây dựng, anh chị nhé. Anh chị và các bạn theo dõi những nội dung sau đây mà thấy bổ ích và giá trị cho một ai đó thì đừng ngần ngại chia sẻ thông qua cái nút chia sẻ phía dưới, cũng như là nhấn vào nút thích trang, nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube để lần sau nhận được những nội dung mới từ Bất Động Sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo những cái khung phạt theo quy định mới được áp dụng từ năm 2023. Để rõ ràng hơn cho cô chú anh chị, chúng ta sẽ chia thành 3 mục như sau. Thứ nhất là diện tích đất chuyển đổi sai mục đích. Thứ hai là mức phạt đối với khu vực nông thôn và khu vực thành thị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từng phần. Thứ nhất là dưới 0,01 hectare sẽ từ 3 cho đến 5 triệu đồng đối với khu vực nông thôn. Thành thị từ 6 cho đến 10 triệu đồng. Thì đối với diện tích này, mỗi một địa phương sẽ quy định khác nhau. Ví dụ một sào miền Bắc sẽ từ 360 m², miền Trung sẽ là 500 m², miền Nam sẽ là 1000 m². Dưới 0,01 hectare có nghĩa là diện tích này chưa được 360 m² đối với ở khu vực miền Bắc, hoặc là miền Nam là dưới 1000 m², quý vị nhé. Và chúng ta sẽ đến với khung phạt thứ hai là từ 0,01 hectare đến dưới 0,02 hectare sẽ từ 5 cho đến 10 triệu đồng đối với khu vực nông thôn, từ 10 đến 20 triệu đồng đối với khu vực thành thị. Từ 0,02 hectare đến 0,05 hectare, mức phạt sẽ từ 10 đến 15 triệu đồng đối với nông thôn, thành thị từ 20 đến 30 triệu đồng. Từ 0,05 đến 0,1 hectare, mức phạt sẽ từ 15 cho đến 30 triệu đồng đối với khu vực nông thôn, thành thị từ 30 đến 60 triệu đồng. Tiếp theo, từ 0,1 hectare đến 0,5 hectare đối với khu vực nông thôn, từ 30 cho đến 50 triệu đồng. Đối với khu vực thành thị, từ 60 đến 100 triệu đồng. Tiếp theo là từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare, mức phạt sẽ từ 50 đến 80 triệu đồng đối với khu vực nông thôn, thành thị từ 100 đến 160 triệu đồng. Tiếp theo là từ 1 hectare đến 3 hectare, mức phạt là từ 80 đến 120 triệu đồng đối với khu vực nông thôn, thành thị từ 160 đến 240 triệu đồng. Cuối cùng, từ 3 hectare trở lên,
mức phạt đối với khu vực nông thôn từ 120 đến 250 triệu đồng, mức phạt đối với khu vực thành thị từ 240 đến 500 triệu đồng. Lưu ý, những mức phạt và những diện tích này mang tính chất áp dụng tùy từng thời điểm đối với từng địa phương. Cô chú anh chị nào chúng ta cần số liệu chính xác hơn thì chúng ta cần phải tham khảo và tìm hiểu trước khi chuyển đổi mục đích cho đất nhà mình. Và lưu ý đây, chuyển đổi hãy chuyển đổi đúng, đừng chuyển đổi sai để gây ra những cái hậu quả sau này rất là phức tạp, đặc biệt là về vấn đề đất đai. Và vừa rồi là những mức khung phạt cô chú anh chị chúng ta hãy tham khảo để biết trong quá trình sử dụng đất cũng như là mua bán, trao đổi. Và đừng quên chia sẻ cho mọi người, nhấn vào nút thích trang Facebook, nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube để lần sau nhận được những nội dung mới từ Bất Động Sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.